Ok, chào các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu với các bác về cái mạch Hansabin này. Bản này thì nó có thêm tích hợp trục Z nhé. Sử dụng biến áp AC nhé. Biến áp 9V. 9 hoặc 12V. Đấy. Thì mình sẽ nối nguồn 9 hoặc 12V vào đây. Đấy. Cốc đạp ở đây. Sau thì có kết nối với module driver và điều khiển động cơ và module của VTA hoặc SCR. Đây nếu mà SCR thì mình sẽ làm như này, một con tụ nối vào đây và một đầu là điện 220V vào và một đầu là ra biến áp. Đấy. Còn SCR thì kích có K1, G1, K2, G2. Đấy. Trên PCB cũng có tích có ký hiệu rồi, K1, G1, K2, G2 rồi. Đấy, ở đây em đang lắp với BTA thì sẽ nối ở bên BTA nhé. Còn nối với SCR thì nó sẽ có một cái dây jack và một con SCR riêng như này. BTA thì chỉ cần như này thôi, một dây vào và dây ra, 220V nối vào một cực. Ok, bây giờ cài đặt nhé. Mạch này thì nó cài được 5 chương trình. Bây giờ mình sẽ cài này, nhấn giữ này. Đấy, thì mình chỉnh xuống này. Đấy, bật tắt còi này. Thời gian hiển thị cái chương trình mà chạy đi chạy lại đấy. Đấy, hành trình kim hàn này, mình nhấn vào đây. Đấy, sau đấy mình đưa viên pin vào, đúng không ạ? Đưa viên pin vào mình test, đưa pin vào và nhấn cái nút để mình đo cái trục, nhấn giữ dưới 3 giây thì nó sẽ chạy từ từ, còn nếu mà nhấn giữ trên 3 giây thì nó chạy nhanh nhé. Đây mình nhấn giữ này. Đấy, nhấn giữ tầm 3 giây thôi, mình đợi chỗ này mình đang cần độ mịn nên là mình sẽ nhấn từ vừa phải thôi. Đấy, ok. Sau đấy mình sẽ nhấn nút này để nó tự kéo lên. Đấy, trong quá trình hàn mà mình thấy nó bị yếu cái lực quá thì mình tăng lực lên bằng cách nhấn xuống này. Đấy, ai chưa thoát thoát chương trình cơ. Đây. Thì thoát chương trình ra. Đấy. Đấy mình nhấn thì nó sẽ tự động xuống. Còn lên thì mình nhấn bên này. Đấy. Rồi ok. Quay lại cái chương trình cài. Đây thì mình vừa mới cài là hành trình kim hàn xong. Tiếp đến là mình cài đến tốc độ. Đây mình đang để 99% này. Đấy. Tốc độ mà trục Z hạ xuống đấy. Đây là trễ chặng kim kẽm này. Trễ này thì thường các bạn đến 0,5 cũng được. Đấy. Và trễ kẽm và trễ không nghe hàm. Đấy. Đấy. Đây trễ sau khi hàn đây. Ok. Kiểu thì mình có 3 kiểu nhé. Một là kiểu hàn tự động này. Đấy, hàn tự động tức là hàn kèm với trục Z này. Tiếp theo là có thể làm chế sang máy gọt sao in nhé. Đấy. Và một cái nữa là bằng tay. Bằng tay thì cứ đạp cốc là nó chạy thôi. Mình đang là tự động thì mình để tự động này. Đấy. Ở đấy vơ thì mình đang dùng cái con TB này thì đấy vơ này mình cài là mức cao nhé. Đấy mức cao này. Cái chân enable ấy. Đấy. Sau đấy là mình thoát cài đặt. Ok. Bây giờ mình sẽ hàn thử này. Với chương trình là nhấn một cái thì vào cài chương trình của P1 là 34 này. NP là 02 này. Đấy. P2 là 57, NP03. Đấy. Độ chế hai xung là 90 mili giây nhá. Đấy, nhấn phát nữa là lưu thành công. Giờ mình sẽ hàn với kẽm 0.2 sử dụng BTA 100 nhá. Đấy, biến áp của mình là biến áp được cuốn lại cả thứ cấp và sơ cấp rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ hàn thử. Rồi. Rồi, chuẩn bị đã hàn này. Đấy. Ok chưa? Đây, nhìn mới hàn nhá. Đấy. Được chưa? Đấy, mới hàn. Ok, hàn phát nữa nhá. Hàn tướng phát nữa này. Đấy, hai phát nhé. Đấy, ok chưa? Ok, bây giờ mình sẽ hàn thử với SCR nhé. Mình cài thử này. P1 là ví dụ 34, 35 đi. 16 này. NB02 này. P2 là 57, 60 đi. NB03 này. Sử dụng kèm 0.2 nhé. Độ chế hai xung là 90 mili giây nhé. Đấy, dìm cái này xuống tí cho nó tăng lực, cân lực lên. SCR thì
mình chỉ cần nối K1, G1, K2, G2 nhé. Sau đấy đưa vào chân kích của SSD này. Còn trên con SSD thường thì có một con tụ, một con chở dập xung ở đây nhé. Tiếp đến là phải còn phải có cái main này này. Các bác mà mua với SSD thì sẽ không có BTA. Đấy. Hoặc là các bác mà có BTA có BTA rồi bởi vậy vẫn muốn đấu SSD thì bên em vẫn tặng thêm cái dây này nữa để đấu thêm với SSD nhé. Đấy. Vẫn cần cái main này vì trên cái main này nó có một con MOC để mình điều khiển cái AC của SSD. Đấy, cho nên là vẫn phải cần cái main này chứ không thử mạch điều khiển mà vào đây luôn. Rồi. Bây giờ thì hàn thử này. Hàn thử nhá. Đấy. Mũi hàn của SCR này. Đấy. Lên nét này. Ok chưa? Rồi phát nữa nhá. Đây là kèm 0.2 nhá. 0.2. Đấy. Hơi hơi đụng chạm vào cái mũi đầu tiên. Đấy. Ok chưa? 3 mũi. Rồi. Ok, cảm ơn các bác nhá.